Tóm tắt tập trước, chúng ta biết dòng mối tình tay ba của Nam, Ngân và Hải Hà. Cô Ngân thì đã phá thai 2 lần và những oan hồn trẻ con đang bám theo cô. Bố của Hải Hà đồng thời thì là bồ của Ngân. Vị đại gia Lý Hán thì đang nuôi Cù Ma Thông ở trong nhà. Câu chuyện từ tập này đảm bảo sẽ vô cùng hấp dẫn. Cùng Đảo Kinh Dị đón xem tiếp nhé. Chuyện ma trả nghiệp, tập 2. Vậy là Nam đã vướng vào mối tình của Hải Hà được 3 tháng rồi. Thời gian này anh đang say sưa trong men tình. Đúng là Hải Hà tuy không thể đẹp hơn Ngân, nhưng bù lại cô rất sành điệu và giàu có nữa. Cô chu cấp tất cả sinh hoạt phí cho anh đầy đủ, lại còn mua sắm cả những đồ dùng hàng hiệu, giày dép, quần áo đều được cô sắm mới. Giờ đây nhìn Nam không khác gì một anh chàng hào hoa, phong nhã, chứ không ai nghĩ anh chỉ là một anh chàng sinh viên tỉnh lẻ. Từ khi dạo lên thành phố đến nay cũng được mấy tháng rồi. Thời gian này Nam luôn viện cớ bận học để mà tránh gặp Ngân. Có gọi điện thì cũng chỉ vài câu qua quýt cho có lệ. Đang nghĩ không biết làm cách nào để chia tay Ngân trong ổn thỏa đến với Hải Hà. Vì so ra thì đúng là anh với Ngân không hợp thật. Ngân nay mai ra trường sẽ về quê dạy học, còn anh lại muốn bám trụ nơi này. Và Hải Hà thì chính là bạn đạp, là lựa chọn tốt nhất. Yêu Hải Hà anh sẽ có tất cả. Chưa nói đến việc anh sẽ có một chỗ đứng vững chắc khi mà ra trường. Đang miên man hồi tưởng đến Hải Hà thì bất chợt điện thoại đổ chuông. Lại là Ngân. Có chuyện gì nữa đây? Mấy ngày nay Nam đã cố tình không liên lạc với cô. Vậy mà. Alo, gì vậy em? Mấy ngày nay anh bận quá. Anh Nam, em gọi hoài không có được. Sao anh không gọi cho em? Anh đã nói là bận mà. Vậy em qua chỗ anh nhé. Em nói anh lại chuẩn bị đến trường rồi. Anh gọi lại sau nhé. Nói rồi Nam vội vã cúp máy. Mất cả hứng. Tự dưng anh thấy bực dọc. Chỉ muốn đập phá hay gào thét lên thật to. Trước đây cứ lúc rảnh là anh nghĩ đến Ngân, chỉ muốn gọi điện hay ào đến bên cô. Nhưng dạo này sao anh thấy ngột ngạt. Cứ thấy cuộc gọi hay tin nhắn của cô là đã cảm thấy phiền rồi. Làm cách nào để thoát khỏi Ngân đây? Thấy thái độ khác lạ của Nam, nhưng Ngân lại nghĩ là do anh mệt mỏi vì bài vở. Hôm nay sau giờ học cô lại bắt xe đến chỗ Nam. Vừa bước chân đến gần, cô chợt thấy trong phòng Nam khép cửa. Khẽ khẽ bên trong có tiếng con gái vọng ra. Không do dự, Ngân đẩy nhẹ cửa bước vào. Đập vào mắt cô là hình ảnh một cô gái đang ngồi trên đùi Nam. Cả hai đang trao nhau một nụ hôn tình tứ. Anh Nam! Chỉ kêu được có vậy, cô vội ôm vụt mặt, chạy vụt ra ngoài, miệng bật khóc. Đằng sau tiếng Nam đang gọi giật giọng. Ngân, đứng lại đợi anh, nghe anh giải thích đã. Phía sau thì Hải Hà khẽ nhếch lên một cái nụ cười bí hiểm. Một kế hoạch đã được cô toan tính và vạch ra ở trong đầu. Khi bắt kịp Ngân, Nam ra sức thành mình. Anh nói bị Hải Hà lợi dụng và trong lúc không kiềm chế được, anh đã có những hành động không làm chủ được bản thân. Nhưng mà người anh yêu là cô, chứ không phải là Hải Hà. Ngồi trên xe buýt mắt Ngân nhòa lệ. Cô không biết phải làm gì bây giờ, không biết tin ai. Bên cạnh tiếng Nam vẫn năn nỉ những lời nói như rót mật. Một lần nữa Ngân lại mềm lòng. Bước xuống xe buýt, Nam khéo léo dìu Ngân xuống và đưa cô đến một nhà nghỉ để mà dễ bề tâm sự. Vừa kéo Ngân nằm xuống, anh lên tiếng hỏi. Thôi đừng khóc nữa, tin anh chưa? Em, mà cô ấy là ai vậy anh? À, cái cô bé nhà bên cạnh ấy mà. Cô ấy ngưỡng mộ anh từ lâu, nhưng anh không có để ý. Vậy anh phải tránh xa cô ấy ra. Em không thích anh có những hành động như hôm nay đâu. Được rồi, yên tâm đi em. Vừa nói, Nam vừa đưa tay lên sờ soạn khắp thân thể của Ngân. Đang định đè Ngân xuống, thì cô mạnh mẽ gạt tay anh ra. Anh, em lại có rồi. Gì cơ em? Sao nhanh quá vậy?
Gần 4 tháng rồi anh ơi, em mới đi khám bác sĩ về. Chết anh rồi, sao giờ em mới nói? Phải giải quyết thôi, không có thể để được đâu. Nhưng em sợ lắm. Lần này em muốn giữ lại, em sẽ xin bảo lưu, sinh con xong học tiếp cũng được anh ạ. Kiểu gì cũng không được, Nam nói dứt khoát. Đây, em cầm tạm ít tiền đi, đi giải quyết. Tiền anh mới đi dạy kèm đó, cũng không có nhiều. Em không cần tiền, em muốn có con cơ. Không được đâu, sau này mình đẻ cũng chưa muộn mà, chúng ta còn trẻ, nghe lời anh đi. Lần này Ngân không nghe anh mà quyết định giữ cái thai lại. Cô còn nói cuối tuần sẽ về quê để nói chuyện với bà mẹ. Không thể được, ba mẹ Nam cũng không thể biết được việc này. Nếu mà ba mẹ biết anh chỉ có nước chết đòn, vớ vẩn lại phải làm đám cưới với cô thì kế hoạch của anh không lẽ đổ bể hay sao? Thuyết phục Ngân mãi không được, Nam bực bội bỏ về, để lại Ngân đang khóc thút thít với đôi mắt nhòa lệ. Không biết làm cách nào, Nam đành phải thú nhận thật thết với Hải Hà chuyện Ngân đã có thai. Trái với suy nghĩ của anh là Hải Hà sẽ tức giận, thì không. Suy nghĩ một hồi, Hải Hà nói việc này cô sẽ có cách giúp Nam. Sáng nay, Hải Hà tự lái xe đến một địa chỉ ở quận 5, nơi có một bà thầy chuyên cắt tóc Bắc rất là giỏi. Sau khi nghe Hải Hà trình bày và được cô dúi vào tay một sấp tiền, thì bà này đã nói: "Tôi sẽ giúp cô, nhưng thuốc này phải trộn với đồ ăn, hay là cô có thể hầm lẫn với gà sẽ rất là hiệu quả, đảm bảo thai sẽ ra ngay lập tức mà không gây nguy hiểm." Mừng quá, Hải Hà phóng xe về và đưa ngay gói thuốc cho Nam. Dạ, anh phải làm thế này thế kia. Nhờ cô chủ nhà hầm cho Ngân một con gà, trong lúc cô chạy lên nhà trên, Nam đã nhanh tay bỏ ngay gói thuốc vào trong nồi gà. Xong xuôi đâu đấy, anh cho tất cả vào cặp lồng mang đến cho Ngân. Phải công nhận là ngoài cái vẻ đẹp trai thì Nam còn có tài ăn nói nữa. Với khả năng uốn ba tấc lưỡi của mình, Ngân lại một lần nữa mềm lòng. Thấy Nam mang đồ bổ đến cho mình, Ngân lại nghĩ anh đã hối hận nên đến chăm sóc mình và nghĩ đến đứa con. Cô cảm động và rất là hạnh phúc. "Thôi, em tranh thủ ăn đi cho nó nóng. Anh phải đến trường để chuẩn bị tài liệu thi kết thúc môn." "Vậy anh đi đi, nhớ thi xong điện thoại cho em nha." Nam vừa đi khỏi thì chợt Ngân thấy hoa hết cả mắt. Bụng tự dưng đau quặn thắt, chới với. Tay cua cua phải tô gà hầm đang ăn dở. Cạch, cái tô rơi xuống vỡ tan. Vớ vội điện thoại bấm số gọi cho Nam, nhưng mà anh không nghe máy. Cô quằn quại một hồi, mồ hôi vã ra như tắm. Lê vội lên giường, cô mới nằm vật ra. Giờ này ở phòng trọ cũng đâu có ai, mọi người đều đi làm hết rồi. Từ dạo nghỉ hè xong, Ngân cũng dọn ra ngoài thuê, chứ không ở ký túc xá nữa. Lăn lộn một hồi, cô bỗng hốt hoảng khi nhìn xuống thân dưới, một dòng máu đỏ chảy ra. Sợ quá vịn tường đứng dậy, thì oạc, có một cái gì đó vừa rơi ra khỏi thân thể của cô. Trời ơi, là một cục máu đã thành hình. Rồi cô ngất đi ngay sau đó. Sau đợt đó biết là Nam đã phản bội mình, đứa con cũng không có giữ được. Ngân đâm ra bề trễ học hành. Cô chán đời mà lao vào sống buông thả để quên đi mọi thứ. Người ta chê cô nghèo nên bỏ cô để chạy theo người khác. Vậy thì cô phải thật giàu, cô sẽ làm cho Nam phải hối hận. Trong một quán cà phê sang trọng, ông Lý Hán và Minh bước vào. Minh là trợ lý đắc lực của ông. Vừa ngồi xuống bàn, một nhân viên mang cà phê đến. Ngẩng mặt lên, ông chợt thấy xao lòng bởi trước mắt ông là một cô gái rất đẹp. Ở cô phảng phất một nét buồn nào đó, nhưng cặp mắt thì như nước hồ thu, mà khi nhìn vào đó, ông như bị mất hồn. Từ hôm ấy, ngày nào ông Lý Hán cũng đến quán cà phê Hương Trà để được nhìn thấy Ngân. Sau nhiều lần tiếp cận, thì hôm nay Ngân cũng đồng ý cho ông đưa về nhà. Với những cái món quà đắt tiền ông chuẩn bị sẵn, không khó khăn để Ngân ngã vào vòng tay của ông. Dạo này công việc làm ăn của ông Lý Hán bỗng dưng gặp khó khăn,
ông liên tục bị đối thủ cạnh tranh chơi xấu, không còn được thuận lợi như thời gian đầu nữa. Không lẽ con Cù Ma Thông ông thỉnh về đã hết tác dụng? Mà kể cũng lạ, mấy hôm gần đây con gái ông liên tục mơ thấy một đứa trẻ vào phòng phá phách vào ban đêm. Đồ đạc trong phòng luôn bị vứt bừa bãi. Đúng là bực mình thật mà. Từ hôm yêu Ngân, ông cũng quên bẵng hẳn việc vào phòng chơi với con búp bê như thường lệ. Trong phòng ông đều để sẵn một hộp sữa mở, bánh kẹo và đồ chơi ông cũng mua thường xuyên. Dừng lại một chút nhá. Đoạn đầu thì mình quay ở ngày hôm qua, hôm nay thì thay gạo khác, thế nên anh em hết sức thông cảm. Vào cùng nó xem tiếp chuyện nhá. Không có lẽ nó giận ông, không nói chuyện với nó mỗi ngày mà nó quay qua phá ông sao? Hôm nay ông phải hỏi nó chuyện này mới được. Bên ngoài trời vẫn tối đen như mực, không có một cơn gió, không một ánh sao. Vừa bước vào phòng đọc sách, ông đã thấy trong phòng bừa bộn, sách bút vứt lung tung, hộp sữa thì lăn lóc một xó. Nhìn lên thấy con búp bê mắt đang vằn lên giận dữ. Từ bên trong hiện ra một đứa bé trai. Nó nhìn thấy ông thì ào đến lao vào ngực ông đòi bế. Sao ba không chơi với con? Ba bỏ quên con rồi có phải không? Con ngoan, nghe lời ba thương nha. Mấy ngày nay ba bận việc nhiều quá, con phải giúp ba chứ, sao lại phá ba vậy? Tại ba không thèm chơi với con, tối ba không ngủ với con không thích ba ngủ với mẹ đâu. Mẹ không yêu con, còn ghét mẹ. Không được nói vậy nghe chưa? Bà hứa từ mai sẽ sang nói chuyện và chơi với con thường xuyên. Con phải giúp bà làm cho công việc của ba thuận lợi chứ. Con muốn ăn máu của bà để tăng thêm sức mạnh. Bà cho con ăn máu đi, con sẽ làm cho ba như ý. Nói đoạn không để ông Lý Hán đồng ý, nó cúi mặt xuống ngoạm chặt một miếng vào tay ông. Máu rỉ ra, nó liếm lấy dòng máu xem chừng thích thú lắm. Cảm thấy đã đủ rồi, nó thả tay ông ra, nói một cách hài lòng. Con no rồi, cảm ơn bà. Nhưng ngày nào ba cũng phải cho con ăn đấy. Ba mà quên là con giận không giúp ba đâu nha. Vậy là nó đã tăng thêm một cấp độ mới. Từ khi thỉnh nó về, ông đã cố không cho nó uống máu, chỉ nuôi nó một cách thuần túy bằng sữa và bánh kẹo. Nhưng mà đúng như lời ông thầy bên Thái nói, nếu muốn nó mạnh lên, ông phải nuôi nó bằng máu của chính mình. Khi nó đã được đáp ứng và đủ mạnh, nó sẽ giúp ông mọi thứ, kể cả là giết người. Dự án khu du lịch Sao Ly mà ông tâm huyết vừa bị đối thủ nỡn tay trên. Công ty Thiên Hoàng là một công ty địa ốc cũng có chút tiếng tăm, nhưng so về độ tầm cỡ thì không thể nào bằng công ty của ông. Lão Hoàng giám đốc bên ấy luôn ngấm ngầm cạnh tranh với ông. Vừa rồi lão còn tung quân ra chiêu dụ của thằng trưởng phòng kinh doanh của ông về để làm việc cho hắn. Thế này thì đúng là không chịu được rồi. Ông sẽ cho nó biết tay, không thể ngồi yên cho được. Sau khi nhỏ to với con búp bê, ông cung cấp cho nó ảnh chân dung và nơi ở của ông Hoàng. Ông muốn nó loại giúp ông cái gai trong mắt này. Bà yên tâm, chờ tin con nhé. Công ty bà sẽ làm ăn tốt trở lại thôi. Cho con ăn đi bà. Ông Hoàng mới chích vài giọt máu ở tay, nhỏ lên miệng búp bê. Nó hít lấy những giọt máu rồi reo lên sung sướng. Loáng một cái, ông thấy nó bay ra ngoài. Vội vã đóng cửa, ông bước xuống gara, lái xe đi. Lúc ấy trong căn biệt thự phía nam thành phố, ngồi trên sofa là một người đàn ông chạc ngoài 50 nhưng rất phong độ. Đó là ông Hoàng, giám đốc công ty địa ốc Thiên Hoàng, đối thủ cạnh tranh rất là quyết liệt của ông Lý Hán. Đang lim dim tận hưởng một điệu nhạc trịnh phát ra từ dàn âm thanh hiện đại, chợt ông thấy có một đứa bé da rẻ tái nhợt, mắt nó mở trừng trừng, nhìn ông rồi cất tiếng cười ma quái. Ông lấy làm lạ vì không biết nó là ai và vì sao nó vào được nhà. Thì bất chợt nhanh như cắt, đứa bé vụt một cái đu lên cổ ông. Nó thè cái lưỡi đỏ lòm lòm ra, liếm lên khuôn mặt ông, khiến ông đờ đẫn, mụ mị hết cả người.
định đưa tay gạt đứa bé ra, nhưng đôi tay như không hề có lực, buông thõng xuống. Đứa bé kia nhảy xuống đất, ngước mắt lên nhìn ông, rồi mới cất giọng quái đản: "Ông phải chết vì đã động đến cha tôi. Ông phải chết." "Không, không, tôi không làm gì ba cậu. Ba cậu là ai? Tôi không biết gì. Mà cậu là ai? Sao lại vào nhà tôi?" Đôi mắt nó chằm chằm nhìn vào ông ra lệnh: "Đi theo tôi, mau lên, đi nào." Nói rồi nó đi trước, ông bước theo sau lững thững, vô định như một cái máy. Chợt nó đi lên cầu thang, 1, 2, 3, cứ thế chân ông bước theo, lầu 1, lầu 2 rồi lầu 3. Lên tới tầng 4 của căn biệt thự, từ từ tiến ra ban công, đến gần sát mép nó dừng lại, ngoái ra phía ông vẫy gọi: "Đi ra đây, nhanh lên, thế nào, đúng rồi, tốt, trèo lên đây, mát lắm, nào." Ông Hoàng như người bị mộng du bước qua lan can. Ông treo leo chới với nhưng lại không cảm thấy sợ. Chợt có tiếng thì thầm bên cạnh: "Nhảy đi, nhảy xuống đi, đừng sợ. Nào, 1, 2, 3, nhảy." Chưa kịp định thần, ông chợt cảm thấy có một bàn tay đẩy mạnh từ phía sau lưng. Bịch, một tiếng động mạnh vang lên, kèm theo tiếng hét rất lớn. Ông Hoàng rơi từ ban công tầng 4 xuống đất, chết tươi. Khi rơi xuống, người ông lại bị va phải cây cột điện bên cạnh, khiến đầu vỡ toác, óc phọt ra nhảy nhụa, trông kinh sợ vô cùng. Đôi mắt trợn trừng lên như muốn lồi hẳn ra ngoài. Trong cái đôi mắt ấy vẫn phảng phất một cái nét thảng thốt, hoảng sợ. Dường như trước khi chết, ông đã nhìn thấy vật gì ghê gớm lắm vậy. Thế là một đối thủ đã bị xử lý. Thấp thoáng một bóng trẻ con vụt hiện ra rồi biến mất. Trên gương mặt quỷ dị của nó ánh lên một tia nhìn đầy ma mị, chết chóc, rồi dần dần tan biến. Hôm sau, tin ông Hoàng giám đốc công ty địa ốc Thiên Hoàng nhảy lầu tự tử được loan trên khắp mặt báo. Ông Lý Hán như không tin được vào mắt mình. Cầm tờ báo, ông run rẩy, vui mừng vì từ nay không còn bị đối thủ qua mặt nữa. Nam thì đang sống trong những ngày thực sự hạnh phúc bên Hải Hà. Anh hoàn toàn quên mất Ngân. Mỗi lần về quê, anh cũng tránh không sang nhà Ngân. Nhưng nghe ba mẹ nói Ngân đã bỏ học, vẫn ở lại thành phố và nghe đâu làm gì khá giả lắm. Cô thường xuyên gửi tiền về cho bố mẹ mua sắm đồ đạc trong gia đình. Nghe đâu bố mẹ cô còn mới mua thêm một mảnh đất nữa. Thôi vậy cũng đành. Thời gian đầu nghe tin anh đã chia tay Ngân để yêu Hải Hà, ba mẹ anh bực lắm. Họ còn định từ mặt anh. Nhưng suy cho cùng, họ chỉ sinh được có mình anh, nên nói chán thì ba mẹ cũng đành mặc kệ vậy. Âu cũng là nước mắt chảy xuôi, cha mẹ nào mà chả thương con. Chỉ có điều, sau đợt ấy hai nhà đã từng hứa hẹn gả con cho nhau, giờ bỗng dưng dở mặt thành thù. Đang miên man suy nghĩ, chợt có tiếng Hải Hà cất lên sau lưng: "Anh Nam, đi với em ra chỗ này một chút, lẹ lên." "Đi đâu vậy em?" "Hôm nay em phải đi bắt tại trận mới được. Em nghe mật báo thấy nói ba đang cặp bồ với một con nhỏ, nghe nói trẻ đẹp lắm. Thảo nào dạo này mẹ em cứ khóc suốt thôi, em hỏi hoài không có nói à?" Nhưng có chắc chắn không? Sao em biết?" "Chắc chắn 100%. Mẹ thuê thám tử mà, nó vừa báo. Em sợ mẹ yếu tim không làm ăn gì được nên đi giải quyết hộ đây." "Trời ơi, em định đi đánh ghen giúp mẹ sao? Rủi nhỡ gặp ba, anh sợ..." "Sợ gì, đi thôi." Vậy là cả hai người chở nhau trên chiếc Honda đến địa chỉ đã được báo trước. Ngân rút điện thoại ra gọi cho ai đó, chỉ nghe đầu dây bên kia đáp gọn lỏn: "Ok," rồi cúp máy. Dừng lại trước một căn nhà hai tầng xinh xắn, bên ngoài còn được trồng một dàn hoa giấy trổ hoa đỏ thắm. Hải Hà liếc mắt nhìn, bên kia đường đã có 2-3 xe gắn máy cùng 5-6 thằng du côn, tay lăm lăm gậy gộc, dao dựa. Ngoác tay ra hiệu cho cả bọn,
cùng với Hải Hà và Nam tiến đến. Dựng xe cẩn thận ở ngoài, hai người bước vào trong. May là cổng không khóa vì còn bị cái xe hơi của ông Hán án ngữ. Nhưng mà cửa thì đóng. Không dằn được cơn bực tức, Hải Hà giơ tay đập cửa liên hồi, miệng không ngừng hét. Mở cửa, mở cửa. Rồi cô lấy chân đạp liên hồi vào cánh cửa cho đến khi một bóng người hiện ra. Như không tin vào mắt mình, phải dụi mắt mấy cái cô mới chỉ tay vào mặt người kia mà nói. À, tưởng ai, hóa ra là mày. Còn đĩ, mày không biết thân biết phận, đồ nhà quê. Nghèo kiết xác mà dám bày đặt lừa ba tao hả con kia, đồ mèo mả ga đông. Đoạn quay sang Nam, đang đứng chết trần, mắt chữ O, mồm chữ A. Đó, anh nhìn thấy chưa? Con người yêu cũ của anh đó, đẹp mặt nhỉ? Nó dám cướp ba của em, làm cho ba không còn nghĩ gì đến mẹ. Anh thấy bộ mặt thật của nó chưa? Trời, là cô sao? Ngân, tôi không ngờ đấy. Thì ra cô là loại người này. Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là một phường trốn chúa. Hải Hà thì lao vào đánh đập Ngân không thương tiếc. Cô rút cả giày ra mà nện vào mặt Ngân, lấy chân đạp liên hồi vào người. Tay được đà túm tóc quật mạnh Ngân ngã ra sàn. Mặc cho Ngân khóc lóc van xin mà không dám phần bùa. Bỗng xoạc, chiếc áo đang mặc trên người Ngân bị Hải Hà xé rách toang. Miệng cô vẫn chòe chóe. Ê mấy anh, cho con này một trận cho tôi, mau lên. Được lệnh của Ngân, mấy thằng du côn lao vào, không hề nương tay. Chúng cứ thế nhào vào Ngân mà đấm ở đá tui bụi. Mặt mũi cô sưng phù, một thằng túm tóc Ngân giật mạnh ra đằng sau miệng, đều giả nói. Con này được đó anh em, kể ra không bị bầm dập như này thì cũng sạch nước phết nhảy, sơi được đấy. Đoạn nó quay qua Hải Hà. Con này cô em định xử lý thế nào? Cắt chọc đầu nó cho tôi, để nó không còn vác mặt ra đường được nữa. Chưa hả giận, Hải Hà móc ngay trong túi ra một lưỡi dao lam. Nhìn thấy vậy mặc dù rất đau đớn, nhưng Ngân cũng hoảng sợ mà van vỉ. Tôi xin cô, cùng là con gái với nhau, tôi sẽ rời xa ba cô, xin đừng làm hại tôi. Tiếng khóc của cô như xé gan xé ruột. Nó uất ức, nó kìm nén bấy lâu nay vì phải chịu cảnh tủi nhục. Này bản thân lại bị đánh dập, dã man trước mặt người yêu cũ. Tự hỏi cô không đau làm sao được. Vậy mà từ nãy tới giờ, tuyệt nhiên không thấy mặt ông Lý Hán đâu. Bà đâu rồi? Bà ra đi, bà mà không bước ra còn sẽ đánh chết con đĩ này. Mỗi một câu cô lại cấu xé, dùng mọi thứ trên tay mà đánh vào người Ngân. Nam thì không biết làm gì lúc này. Anh đứng sớ rỡ một chỗ cũng chẳng can ngăn, để mặc Hải Hà ra tay đánh đập Ngân, người đã từng một thời đầu gối tay ấp với anh. Đang đến hồi cao trào, Hải Hà mới đưa tay định lột nốt cái quần của Ngân ra, cho cô bêu luôn một thể. Thì từ bên trong ông Lý Hán bước ra. Thôi đủ rồi, dừng tay lại. Cô cậu tính đến đây làm loạn hả? Về ngay. Ôi, bà vẫn còn bênh con đàn bà này sao? Mẹ con ba không thương, ba đem tiền đi nuôi thứ gái đĩ này hả? Ba có biết nó qua tay bao thằng đàn ông rồi không? Thiếu chút nữa thì cô đã phun ra tiền Nam, nhưng kịp khựng lại khi nghe tiếng Nam gọi sau lưng. Thôi về đi em, để ba giải quyết. Hải Hà bực tức đứng dậm chân. Cô còn định cứa mấy nhát dao lên mặt Ngân cho nó đi đời cái nhàn sắc, mà bấy lâu nay cứ mỗi lần nghĩ đến cô vẫn còn cay cú. Quay qua đám kia, cô phất nhẹ tay ra chiều dừng lại. Trước khi rời đi, cô còn kịp quăng ra cho tên đầu sỏ một sấp tiền, rồi cả bọn kéo nhau chuồn thẳng. Bên ngoài, một đám người hiếu kỳ nghe to tiếng đã bù đến xem đồng nghịt. Bên trong Ngân đau đớn, nhục nhã tưởng có thể chết đi được. Cô không ngờ sự việc lại xảy ra thế này. Cuối cùng, người chịu thiệt thòi, đau khổ vẫn là cô. Mặc dù được ông Lý Hán an ủi và hứa sẽ bù đắp, nhưng nước mắt cô vẫn tuôn rơi khuôn mặt sưng húp và thân thể tơ tướp vì bị đánh đến bầm dập.
lúc này trông cô không khác gì một đóa hoa tàn. Hải Hà thì đang say sưa trong chiến thắng, nhưng vẫn không hết bực dọc, vì không ngờ ba cô lại có cảm tình với Ngân, người mà trước đây mỗi lần nhắc đến cô lại thấy gai mắt. Hải Hà ơi, con có khách nè. Ai thế má? Là tao đây. Mày vui tình mới quên hết bạn bè rồi hả? Đó là Thu, cô bạn học chung thời cấp 3. Hiện tại Thu đang làm việc cho công ty của ba cô. Và một điều Hải Hà không hề hay biết, Thu cũng đã từng cặp kè với ông Lý Hán. Chỉ mới trước đây thôi, hai người đã rất mặn nồng. Cho đến khi có sự xuất hiện của Ngân, thì ông Lý Hán lại quay ra yêu Ngân say đắm và lơ là với Thu, thì cô bực lắm. Đang nghi ngờ ông Hán có tình mới, nhưng chưa biết là ai, thì cô nghĩ ngay đến Hải Hà. Chỉ có qua Hải Hà, may ra mới biết được ông Lý Hán dạo này thế nào. Ông ấy là cái mỏ vàng, nên dễ gì cô bỏ qua cho được. Đang bức xúc lại gặp ngay đồng bạn, Hải Hà liền đem sự tình ba mình và Ngân ra kể hết cho Thu nghe một lượt. À, thì ra là vậy, có thế chứ, để rồi xem, Thu ngẫm nghĩ. Mày có kế gì hay không? Tao muốn dằn mặt con này nó thật nặng, để cho nó khỏi đeo bám bà tao nữa. Mà chuyện này má mày biết chưa vậy? Rồi, biết nên bà mới xém tăng sông đó mày. Vậy mày có thích làm bùa hại cho nó chết không? Trời, tao có biết bùa ngải gì đâu mà làm. Rảnh mấy bữa nữa tao đưa mày đi, nhưng phải ra ngoài Bắc cơ. Tao biết một ông thầy này ở Hòa Bình làm bùa hay lắm. Ok, vậy mai mày đi được không để tao book vé? Tao muốn làm liền. Nhưng mày phải nhớ chính xác họ tên và ngày sinh tháng đẻ của nó đấy. Trời ơi, cái này thì khó gì. Đợi tao. Thế rồi một kế hoạch đã được hai cô ả vạch ra. Khỏi phải nói Thu là người vui thế nào. Tự nhiên trừ khử được tình địch, lại không tốn một cắc. Quả là trời giúp mình đây. Cô ả đang mừng thầm trong bụng và say sưa nghĩ đến chiến thắng. Cô ả này có toan tính muốn tất cả tài sản của ông Lý Hán sau này sẽ là của cô. Nhưng đó là việc về sau. Cũng đêm đó, Nam đang say giấc thì chợt có tiếng gọi cửa nho nhỏ, tinh nghịch của trẻ con. À, ba đây rồi, em tìm được ba rồi anh ơi. Ba, đúng ba rồi, thằng anh reo lên. Nói rồi hai đứa cứ thế tót lên giường của anh. Chúng ôm vai, bá cổ anh mà hôn hít vần vò, miệng liên tục gọi ba rối rít. Anh sợ toát mồ hôi hột, vì da thịt chúng chạm vào người, sao lạnh cóng thế này. Nhìn kỹ thì thấy, chúng không ngồng hào những đứa trẻ khác, mà lại có làn da tay tái, ánh mắt trông có vẻ quỷ dị. Nhìn vào đó, anh cứ thấy gai gai. Khi mà chúng cười, hàm răng nhe ra nhọn hoắt, trông thật là gớm ghiếc. Đẩy mạnh hai đứa ra nhưng không được, chúng cứ ôm cứng lấy anh, không tài nào thoát ra được. Chúng mày con cái nhà ai? Đêm không ngủ mò vào đây làm gì? Có muốn tao mét với ba mẹ đánh đòn không? Ủa, ba là ba của chúng con mà. Mẹ bỏ chúng con, ba cũng bỏ. Chúng con không có nhà để ở, lang thang khổ lắm ba ơi. Ai là ba của chúng mày chứ? Đi ra hết đi. Anh chợt choàng tỉnh khi thấy con bé em cúi xuống ngoạm chặt lấy tay anh mà cắn một cú đau điếng. Trước khi rời đi, chỗ còn hẹn đêm mai sẽ lại đến. Ôi, thật là kinh hoàng, một giấc mơ hãi hùng kỳ lạ. Liên tiếp mấy đêm sau đó, đêm nào hai đứa bé cũng nghiện về trong giấc ngủ của anh. Rồi đến khi rời đi, khi bị anh đuổi và mắng chửi, chúng đều cắn và cấu nhéo anh đến bầm tím. Sáng ra vết bầm còn lộ rõ, cơ thể uể oải, không muốn làm gì hết. Nam cũng đã học xong đại học. Đúng như lời hứa, Hải Hà đã xin cho Nam một chân trợ lý kinh doanh trong công ty của ba cô. Tuy là không được ưng ý với chức danh này, nhưng Nam đành gật đầu ưng thuận. Bước đầu thì tạm như thế đã. Cộc cộc. Ai đó? Em đây, mở cửa ra. Giờ này anh còn chưa dậy hả?
uể oải ra mở cửa, đã thấy Hải Hà đứng đợi kèm theo một hộp đồ ăn sáng. Dúi vội vào tay Nam, cô dục: "Nhanh lên anh, ăn xong em nói cái này." "Em nói đi, anh vừa ăn vừa nghe cũng được." "Anh có nhớ ngày sinh con Ngân không? Em muốn đi Hòa Bình một chuyến." "Để làm cái gì vậy?" Em muốn cho con này một trận ra trò, để nó nhớ đời mà rời xa ba. Như bữa trước chưa có làm nó sợ đâu." Ghi vội tên tuổi của Ngân ra một mảnh giấy, rồi đưa cho Hải Hà. Nhìn qua mảnh giấy thấy cái tên Hồ Kim Ngân, cô liền nhổ toẹt một bãi nước bọt. "Cái tên cũng hay đáo để đấy. Chỉ tiếc là..." Nói đến đây cô chợt im bặt. Liếc xéo Nam một cái rõ dài, Hải Hà vội nhanh chóng ra về sau khi hôn tạm biệt Nam, rồi móc điện thoại vui vẻ gọi điện báo tin cho Thù. Không khó khăn để hai cô đặt được vé đi Hà Nội ngày hôm sau. Một kế hoạch tàn độc sắp sửa giáng lên đầu Ngân mà cô không hề hay biết. Và tập này đến đây cũng là kết thúc luôn rồi. Nói như nào nhỉ? Mẹ, cái thằng Nam trong cái chuyện này đọc cảm giác nó ngược thật. Nó thấy nó hèn quá thể đáng. Ừ, thì coi như là bỏ con rồi theo một người đàn bà khác đi không nói làm gì. Nhưng mà cái lúc cái đoạn đánh ghen đấy, lúc cái đoạn đánh ghen mà người yêu cũ của nó bị đánh như thế mà nó cũng không can ngăn, thậm chí là tí nữa bị rạch lưỡi lam vào mà cũng không can ngăn, không có bất kỳ một hành động nào, chỉ đứng yên một bên mà xem, thì thấy hèn thật sự luôn. Và cái chi tiết ở cuối chuyện lại còn viết tên, viết họ tên để cho con Hải Hà này nó đi làm bùa, nó hại Ngân nữa. Thực ra mà nói, nếu mà nói chính xác công bằng nhất ra thì Ngân thì cũng chỉ là một cái nạn nhân và quá hận đời vì tình nên đã kiểu trả thù đời, kiểu thế. Và câu chuyện này thì nói nào nhỉ, nó mang tính xã hội, nó không phải chuyện ma làng quê, rồi cũng có những yếu tố nhá. Chúng ta thấy Cu Ma Thông xuất hiện này, bùa pháp chuẩn bị xuất hiện này, và chắc chắn là sẽ có cả ông thầy bùa nữa. Câu chuyện này còn hay hơn rất là nhiều, nhớ đón xem tiếp nhá. Còn về video này thì bạn đừng quên like và share, thêm vào đó là subscribe Đảo Kinh Dị ngay lập tức. Chân thành cảm ơn anh em.